từ nào, từ từ nào, từ 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 từ. Đấm mày chết, mày dạn nứt. Tao nuôi tao thịt, tao nuôi tao thịt, tao nuôi tao thịt, ok, tao nuôi tao thịt, ok. Mày làm sao nữa, thằng tiếp theo, thằng tiếp theo, thằng tiếp theo, thằng tiếp theo. Cứu cứu AD, cứu gai, cứu gai, cứu này, nó này, nó này, nó này, nó hơi chiến. Bắn nó bạn ơi, bắn nó bạn ơi, bắn nó bạn ơi, tôi còn chung cuối bạn ơi. Hất tung mày lên, tao cắn mày luôn, tao 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 cắn mày luôn, ok chưa, ok chưa. Ôi giời, thế giới thế nhở. Chào mừng em đã quay trở lại với channel Văn Tùng. Và sau đây sẽ lại là một số trong bình luận ranh đồng cùng Idol Tớt cậu. Vâng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái giáo án. Cũng lại là thu thập hắc ám khu đường dưới, nhưng nó lại là con cho gát anh em à. Lần đầu tiên thấy Idol đánh con cho gát. Và để xem Idol sẽ thể hiện như thế nào anh em nha. Let's go. Ok, chúng ta sẽ đến với một game đấu có đường trên của team Idol Tớ Hận Cậu, sẽ là Idol Boy Nghèo. Boy Nghèo có một tên Molotov với tên Sớt anh em nhá. Đi rừng đó là Viego 1995, 2005, 1525, 25, tùm lum gì đấy. Nói chung là đặt một cái tên không biết có lý do gì, từ từ thôi nào. Đó là vị trí đứng giữa với các bài Vega, khu đường dưới đó là Black ABC đang đứng nhảy ở đây. Bên phía bên kia đó là Nascent của Karan. Đi rừng đó là XD ảo tưởng, được nhờ. Khu vực đứng giữa chúng ta có sự hiện đến từ FPT Louis. Và khu vực đứng dưới đó là một cái tên nhà máy anh em ơi, nhà máy này anh em ơi. Nhà máy này cho tôi. Dài gầy ạ. GFF dài gầy sẽ đánh ra hỗ trợ nha anh em nhá. Không phải đối thủ Idol, không phải đối thủ Idol anh em ơi. Idol xuất hiện khu vực đứng dưới với việc tiết kiệm cho mình 50 đồng ở lần ra đường đầu tiên. Nhai xuống các con là sao? Nhai xuống các con, vừa vào thấy Idol chat ôn rồi anh em ạ. Tha. Sợ liền. Rén liền, con chó biết cái rén liền anh em ạ. Em test. Quỳ xuống. Tất cả đều phải quỳ xuống. Tôi nghĩ là sắp có chiến công đầu khu đường trên rồi. Tôi nghĩ là sắp có chiến công đầu rồi. Tôi thấy con Taymor này, con trồn đấm nhau với con chó. Một tiếng thổi mù, lão hóa các kiểu, sau đó thì làm sao? Sau đó thì làm sao? Thì làm sao thì... Tôi thấy có chiến công đầu mà, tôi đã bảo là có chiến công đầu bạn ơi. Trời. Một cú dặn đứt đến từ Idol, nhả lưu đạn ma hỏa ra đến từ vị trí của... Thôi. Đần ác. Đần ác thật sự ạ. Má... Chẳng AD đánh kỳ quá thôi. Giờ chưa Idol hit cấp độ 3, sau đó thì chắc là bấm B về thôi anh em ạ. Máu yếu quá rồi. Dài gầy, tốc hành lên. Dặn đứt hai thằng, sau đó thì làm sao đây, sao đây, sao mày làm sao, chúng mày làm sao, Vào đây băng trụ mày, vào đây. Đứng trên thì tay mon tay le lên thì lấy sớt là đi bộ về mất rồi. Một tình huống quy đến từ Zyra nhưng sắp thật là mày làm sao, thôi. Cái thằng dừng làm cái gì đấy, còn phát nữa, đéo hiểu. Mù à. Mày có bị mù không? Trời ơi, tốc biến xuống, W vào. Cái lúc mà tốc biến làm choáng trong quy đến từ Viego. É lên nó kia. Đéo hiểu kiểu gì cả. Đường trên thì Taymor đang bị này sợ hết mù, nó bổ quy vào đầu cho. Nó có thủy kiếm, nó bổ hơi thốn các bạn ơi. Boy Nghèo bắt đầu cảm thấy hơi nghèo rồi. Lính đánh rất nhiều ạ. Oh my god. Một tiếng thổi mù thì ăn lại một cái E rất đau. Dừng nó bạn. Tôi đứng dưới AD đang bắt đầu bắn sát thương đủ rồi. Đi ra. Làm cái gì đấy? Điều tin được làm cái gì đấy? Ui là trời. E qua tường thì nhìn có vẻ là E đúc các thứ thì ok rồi. Đánh tay Q thì ok rồi. Đi ra thì còn click một cái. Mà đần ác. Bên phía bên này thì đó là một tiếng 1 cân 2 đến từ Viego. Mất máu nhiều quá, cứu bạn ơi, oh my. Đứng trên thì Taymor vẫn đang bị lính đánh khá nhiều từ nãy đến giờ. Vào đây sớt vào bổ cái quy ăn mạng đấy. Đặt một cái E ra, sau đó thì sao nữa đây. Chui thẳng vào cái E của đối phương đến từ vị trí của Taymor. Vẫn đang quăng lát hit ở đây nhưng mất máu nhiều quá. Không dám vào ạ, ui bạn này sớt này có hơi rén anh em ơi. Đứng dưới thì Idol đang đấm liên tục thằng AD. Phía bên kia đạp nhầm lưu đạn ma hỏa dính giật bắn, dạn nứt ra thứ. Chói chúng đến từ Zyra của dài gầy rồi. Và sau đó thì sao đây? Zeri đang mất máu cực kỳ nhiều ở đây. Viego cũng đang đi bộ xuống nhưng đi ngang qua cua bị lộ vị trí rồi. Không biết là bên kia có biết hay không.
Thằng tên số điện thoại có vẻ như chưa biết thì phải. Viego bắt đầu tàng hình xuống. Lính có vẻ là khá nhiều. W vào lính đến từ Viego. Đạp nhầm đạn ma hỏa. Jerry lướt lên bắt đầu bắn Quy liên tục. Quy đánh tay liên tục. Quy liên tục đấy bạn. Quy đi nhanh lên. Đúng rồi, nhặt xác lên quẩy tiếp bạn. Nhặt xác lên. Ok, nhặt hai xác lên quẩy tiếp bạn. Chấp đội tại à? Nhặt xác dinh lên. Sao nữa đây? Ô, rén quá. Ảo tưởng nó hơi rén. Đi ngang có thấy bị cướp bãi chim rồi anh em ạ, hơi cay rồi, tao hơi cay mày rồi, làm sao đây, sao đây, mày làm sao, mày làm sao, bớt nó với gai, thiêu đốt R luôn, phở lát lên, mày rồi, ok chưa, thiêu đốt thằng này luôn, bạn thiêu đốt nó luôn, nhanh lên, con kịp, chơi đi, bạn sợ à, cứ phải rén. Đừng chơi thế này, sớt vừa cho mình đó là chiều cuối lên, nó hất tung đến từ zone và đang có ý định nhả E để có câu giờ và quạt đất đi hai thằng một lúc. Đánh tay liên tục, né làm choáng các thứ và sau đó thì sao đây? Làm sao đây? 500 hiệp, thích vào đây. Đứng trên thì đó là một tiếng nay sớt, oh my. Má, chó này hơi nóng tính anh em ạ. Đứng giữa zone vẫn đang giật cái gì đó ở đây. Luis vẫn đang giật ở đây và sau đó thì đi thẳng về trụ đối phương. Làm choáng vào lính. W lên, thiêu đốt vào và sát thương đủ để từ vầy gà, ok chưa? Đứng dưới lại PK22, cú dẫn đứt hai người để chạy đến tới hận cậu, không hiểu sao thằng AD lại chết rồi. Tệ anh em ạ, thằng AD là tệ anh em ạ. Dẫn đứt trúng rồi, bật W lên bắn Quy thôi. E về đi, hồi máu lên E vậy thôi, không có E, oh my. Chết dễ thật sự ạ. Beat vừa gỡ được một mạng dành cho vầy gà thì sau đó thì lại chết thêm thằng support đứng dưới rồi. À nhập thằng AD đứng dưới rồi. Ai đâu đánh support thì bất lực thôi. Đánh sức mà gặp thằng AD này chịu rồi. Ba số thu thập hắc ám rồi nhá. Có chiều cuối cắn phát chết được thằng AD này. Cắn mấy chết mẹ mày. Tao cắn mấy chết mẹ mày. Tao mà cày tích nhở. Là ở lại để đổi mã hay như thế nào đây. Chiều cuối sắp hồi đến từ đây sợ bổ quy hồi máu lại. Bị lão hóa rồi. Temo còn một tiếng thổi mù đây, sớt giật ngược trở lại một chút. Bật chiêu cuối đang cố gắng quét mắt, quét nấm các thứ ở đây. Chiêu cuối mà bổ luôn. Con chó này hơi liều, con chó này hơi nóng. Con chó này nó hơi nóng. Mày làm bảo chó phốc này, cái gì đấy nhở. Ô, quay lại trừng phạt. Quay lại trừng phạt với chúng tôi. Mày quay lại trừng phạt. Tính làm gì ở đấy, ra ra tung chiêu cuối. Dạn đứt tốt đến từ idol. Jerry có thể e qua đấy không đây? Không e qua được, chỉ đứt từ xa mà thôi. Vega thiếu đất đánh tay. Jerry xuống để cả S. Cây nhổ là khá đau và tốc biến chạy đến từ thôi nào. Đã có một tiếng rút lui thành công từ đường trên. Zone lên quạt Q3 và sau đó bị solo kèo. Phải bị solo kill và tính lên cân 2 anh em ạ. Tính lên cân 2 bị thổi phù ạ. Chấp lính khá là nhiều. Đoạt mệnh. Ồ thế thôi cũng được. 1 đổi 1 là hay lắm rồi anh em ạ. Suýt nữa thì kéo thật là thằng tay mò hơi đen. Đứng dưới này AD đang đấm liên tục và Jerry tung chiêu cuối của mình ra bắn tay tới phương tốc biến các kiểu sau đó thì chết luôn rồi. Quá tệ anh em ạ. Team có thằng AD như này thì đúng là mình đi farm thôi anh em ạ. Không trông trời thằng Jerry này cả. Ơ từ từ nào. Đấm mày chết, mà dãn nứt. Tao nuôi tao thịt, ok. Mày làm sao nữa, thằng tiếp theo. Cứu AD, cứu cái. Cứu này, nó hơi chiến. Bắn nó bạn ơi, tôi còn chiều cuối bạn ơi. Hất tung mày lên, tao cắn mày luôn, tao cắn mày luôn, ok chưa. Ôi gió thế giới thế nhờ. Đứng giữa đây là ra gành với một tiểu gom chiêu cuối và sau đó zone Q3 vào dứt điểm thành công. Viego ra không được. Đứng trên Nasus cũng bị solo kill rồi. Temo đang có một tình huống đẩy cao thì bị Nasus ôn in và sau đó thì đánh tay liên tục. Đi qua nấm nào bạn, đặt quả nấm hình tam giác ở đây. Nó nổ liên tục vào và Nasus bị thổi liên tục. Chết luôn ở đây rồi các bạn ơi. Dăm ba con chó phốc. Cắn hết anh em ạ. 12-14 liền. Team idol đang gỡ mạng cực kỳ tốt. Bây giờ là thịt là ngon rồi. Bên này đó là Viego solo cùng với Zone. Zone còn thiêu đốt. Viego đang chặt tay liên tục. Chiêu cuối còn đến từ Viego. Chiêu cuối luôn. Chợ gì đứt vào. Chiêu cuối luôn. Đánh tay và solo kiểu. Đứng dưới Dyna xuống vét được mạng của idol. Và sau đó thì Black ADC cũng đi luôn rồi. ABC gãy và đó là một tình huống Dyna xuống ngành được hai mạng. Lại nuôi và lại thịt.
đứng trên đây sớt đang có tiếp cận và đó là một đang giơ cái quy lên thì bị thổi chết đấy các em ạ. Hơi đen. AD bây giờ bị kiểu cát lính nhưng mà không biết làm gì ấy anh em. Bây giờ mình đánh tệ quá, thằng súp nó cát lính của mình bây giờ biết làm gì giờ. Ôi boy nghèo đứng trên bị tấn công rồi. Boy nghèo đang quáng chạy ạ. Một tiếng tốc biến lên e vào đạp nấm sau đó thì tung chiêu cuối. Lão hóa bổ quy sát thương chưa đủ. E dứt điểm đến từ này sớt mạng sát đao dành cho này sớt khu đứng chèn. Đường dưới thì đó là cú dạn nứt chuẩn xác đến từ Idol và Zeri bắt đầu bắn vào lính. Cú chiêu cuối đến từ Zyran né khá tốt đến từ Black ABC sau đó thì bị giật bắn nhưng né được rồi. Lại là dạn nứt, tiếp tục là dạn nứt anh em ấy sát thương là cực kỳ nhiều. Đam hơi bị to rồi anh em ạ. Đạp hết cho mình đó là những cái mầm đến từ con Zyran, dạn nứt ép tốc biến cái nhẹ. Trong khi đó khu vực đứng giữa đó là cú chiêu cuối đoạt mệnh thẳng vào đến từ Zone sau đó bị thiêu đốt chết. Solo kill dành cho từ từ thôi nào. Ở cái rank này với con Vega nó tầm 1000 AP cho bình thường anh em ơi. Đứng dưới thì Idol bị dính chói rồi. Tên lửa đã đạo từ xa và tốc biến né cái nhẹ có hồi màu đến từ Zeri. Qua luôn đi bạn, dạn nứt trúng rồi kìa, qua đi, đúng rồi qua, bắn nó đi bạn, chiêu cuối bắn luôn, đánh tay quy liên tục. Mạng cho vị trí của ABC là dễ. Thằng này hết flash rồi bạn ơi, thằng này hết flash rồi bạn ơi. Thằng này hết flash rồi bạn ơi, ok chua, ok chua. Nuôi để thịt thôi anh em ạ, nuôi để thịt. 17 đều ok chưa? Nó đánh tay thì đau, kháng phép thì có ít thôi. Đừng có bố láo, nó thổi cho chết đấy bạn ơi. Nay sợ đang kêu gọi thêm sự xuất hiện đến từ Zone của Luis ở đây. Liệu rằng có làm nên cơm đến cháo gì không đây? Đây mau tàng hình đi bạn. Núp bụi tàng hình luôn, thổi bù đánh tay liên tục. Bật chiêu cuối đến từ vị trí của Nay sợ nhả bom ra và sau đó thì Zone quạt liên tục. Sát thương đến từ Tây Mò là không đủ để kéo thân Nay sợ đứng giữa. Quốc đến từ sứ giả chưa ăn được trụ ạ. Ui Vega có một Luden bớt thốn nhờ. Trong khi đó khu vực đứng dưới trở lại lúc này thì Idol đang ăn cho mình là bãi người đá. 4 stack rồi các bạn ạ, 4 stack rồi anh em ơi. 2 stack từ lính rồi. Viego đang ăn rồng thì bên kia ra phá bĩnh và Viego bận máu nhiều quá. Chiêu cuối chạy được hay không đây bạn? Trừng phạt hồi máu hay cái gì đi? Đó là một cú quy chuẩn đến từ Idol. Vận tốc hành của mình lên làm chậm tốt đến từ Zeri. Lại một tiếng cầm lặng nữa, mạng có cho Zeri. Dặn đứt là trượt tốc hành được kích hoạt liên tục. Dyna băng thẳng vào giống kia. Giống kia. Giống kia. Oh my god. Mất cả rồng lẫn người rồi. Vega đi ra làm cái gì đây? Oh my. Tốc biến lên, tốc biến lên. QR hay gì đi. Giá hơi trễ. Mất rồng và mất mạng cho con AD bên kia hơi nhiều. Tí thịt lại mấy này mấy hồi anh em ạ. Một cú W trúng vào chiêu cuối luôn hay không? Ui. Chỗ con Vega đạp to thế. Cho cái thằng số điện thoại này nó ăn luôn cả cái trụ đứng dưới luôn. Tí thịt nó sau anh em ơi. Đã có trụ đứng giữa cho team Idol rồi, đó là một con sứ giả. Tmo vẫn đang quáng giữ lại cho mình đó là một cái tốc biến và sau đó thì tốc biến được hay không đây. Tốc biến chạy né chói và sau đó thì là một tình huống lên bảng điểm số ở đây. Cố gắng kéo theo Nason nhưng chắc là không được rồi. Oh my. Chơi lùi đây. Chơi không các bạn? Trụ xong rồi có chơi được không? Có chơi được không? Chơi đi bạn sợ à? Bao đi chứ, chiêu cuối được Zyra hất tung được ai không đây. Viego chiêu cuối này hất tung tốt, một chiêu dành cho vị trí của Zyra, đó là chiêu cuối Vega và đi luôn rồi. Hơi đen là Viego đã không kịp nhặt xác. Idol vẫn đang cắn phía sau, cú dặn đứt hất tung đối phương lên chiêu cuối còn. Cho gát đánh nhau với Nason, con chó đã khỏe hơn đây. Có vẻ... khỏe thế nhở, thiêu đốt, không đủ đam, ui đẹp thế. Xui thật sự. Tay mau lên quăng được quả nấm ra và sau đó thì đang bị dính bắn liên tục vào đầu. Thổi mù đánh tay, nhả lựu đạn ma hỏa giật bắn, dính lựu đạn ma hỏa rồi. Zone này đang quạt hất tung Q3 đấy không đây. Q3 vào trụ rồi chết đi bạn ơi. Giật ngược trở ra bị trụ bắn một hit cuối cùng. Nó sát thương không đủ đến từ trụ ạ. Luis vẫn sống với một chấm máu. Zeri đang lên để vét mạng. Đây là triple kill rồi Zeri hay chăng đây. E qua tường bạn. E qua tường tung chiêu cuối đó là mạng cho Zeri. Double kill không? Double kill hay không đây? Không có double kill rồi. Viego lên thì chiêu cuối lại chưa hồi, rất đen. 22-27 anh em ạ. Một tiêu giật bắn xịt, Viego vẫn đang đi bộ theo tốc biến lên đánh tay, chọc quy đánh tay, xuất đao thành công xạ thủ đối phương. Nhặt xác AD bên kia lên chiều cuối chạy đi bạn, chiều cuối đi kìa. Hơi delay một chút. Cứ để ta farm một tí. Nason nói mày cứ farm đi, mày cứ farm thoải mái. Thằng Nason nó khỏe thế nhở, có quy chưa nhỉ Idol, có quy chưa. Mày. Ô, thôi. Gỡ tay moi, tốc lên, nhanh lên, nhanh cái chân lên. Nhanh cái hen lên lẹ cái cậu mẹ đó
Đây rồi, bắt con này sớt. Mày thích Farmlet không? Mày thích Farmlet không? Mày thích Farmlet không? Tung chung cuối bắn luôn bạn ơi. Mày thích Farmlet không? Mày Farmlet ai cho mày Farmlet? Ai cho mày Farmlet? Ai cho mày Farmlet? Ai cho mày Farmlet? Dinh bắn hết vào lính rồi. Viego đến với cú chiêu cuối sẵn sàng, trong quy chiêu cuối luôn bạn. Chiêu cuối vào luôn ạ. Dạn đứt các kiểu đó là hai bạn tìm mài đỏ. Farmlet với chúng tôi. Viego đang lang thang ăn cho mình hạt mầm thì bị Dyna của ảo tưởng phát hiện ra ở đây. Ảo tưởng liệu rằng có một thiếu thi đấu hơi ảo tưởng ở đây không khi mà 1-3. Idol đang chạy vòng vòng để farm rừng cắm mắt vào trụ đối phương. Dyna vẫn đang đứng dình ở đây với cái trừng phạt. Tỉnh nhờ. Dịch chuyển được dùng đến từ ai đó. Dịch chuyển được dùng đến từ vị trí của Nasus ạ. Bắt đầu tranh chấp trừng phạt rồi. Tên lửa đã đạo từ xa và trừng phạt tốt hơn đến từ Dyna của ảo tưởng. Viego yếu máu không còn gì để chạy cả và lên bảng rất nhanh, mất cả mạng lẫn rồng rồi. Rất đen rồi team Idol, thằng Viego này nó hơi toa. C. Kaitsu. Đứng trên thì Tamo lên ăn trụ, ăn được cái trụ rồi này, đừng có chết được. Zyra nó còn full đấy nha, Zyra nó còn flash E nha. Tốc biến thẳng vào quả nấm chói đối phương lại và solo kill dành cho vị trí của dài gầy, đạp nấm liên tục, sắp từ nấm chắc là không đủ. Bấm bình các thứ lên rồi, kịp. Chưa chết anh em ạ. Trong khi đó thì quyết định ăn Baron đến các thành viên team 2. Mới 21 phút ăn Baron hả? Phải danh sát cho các bạn. Ui, và Baron thật kìa. Sống vội với các bạn ơi. Từ từ thôi nào. Sao lại phải sống vội vã thế nhở? Mà thôi, cho các bạn có Baron đấy. Cho các bạn có Baron đấy luôn. Cũng không win được đâu mà, cũng không win được đâu mà. Đánh lết con Vega với con Cho'Gath này nó khỏe lắm. 7 stack rồi này anh em ơi. 7 stack là chưa cắn full lính đâu đấy ạ. 1 stack từ lính nữa này. Làm thêm stack từ lính nữa là 8 stack này các bạn. Giờ không có chiêu cuối thì có giết được không ấy nhở? Đang đứng chờ sát ở đây với giải cơ động anh em ạ. Con Dinh nó có nội tại nó chạy mất tiêu à? Một cú dạn đứt trượt, Dinh đang còn ăn lấy nội tại để chạy. Chạy thẳng vào cái vòng hay như nào đây? Tôi đã nghi rồi. Tốc độ chạy cao kiểu gì cũng chạy vào cái vòng kia mà xem Tamo đứng trong chưa. Ha, Tamo. Chôn lùi đây. Tôi lại flash thẳng vào chiêu cuối Zyra thế kia. Đần ác thật sự. Không, không sao anh em ơi. Tiền thua thì cũng tầm 5k, không nhiều lắm. Mấy game này sát là 5k lần phát một anh em ạ, lần mấy hồi. Trong khi đó thì Idol lên khu đứng trên. Mày thích đẩy lẻ không? Mày thích bắt trước cái giáo đẩy lẻ. Hỗ trợ đẩy lẻ giáo án của Idol mà thích thì làm đúng nhá. Dăm ba thằng copy anh em ạ. Trong khi đó thì ở tại khu vực đứng dưới đang có thể diễn ra một tiếng bắt lẻ nữa đấy. Team Idol 3 bắt bột rồi. Louis đang bị đấm liên tục, tốc biến dùng đặt mệnh chạy được hay không đây? Và Jerry vẫn đang có ý định lướt theo tốc biến lên bắn quy liên tục đến từ Jerry nhà đấy. Dùng E để chạy ạ. Mày thì dùng E để chạy này. Láo nháo. Trong khi đó thì Viego phải check bị Dyna đơm mất máu nhiều quá. Hất tung Q3 các kiểu vào chiêu cuối chạy đi bạn. Chiêu cuối chạy đi. Chết dễ vậy. Rồi nó tốc biến theo double kill dành cho Dyna rồi. Giải hết 3 quả đấm ở đây rồi solo với AD kiểu gì đây. Idol bắt đầu di chuyển ra, đấm liên tục đến từ Idol tới hận cậu và Sinh phải flash chạy rồi. Flash theo đến từ Idol rất nhanh và cắn một cái R thôi. Nhai cái đầu mình luôn. Nhai đầu mình như là nhai cắn lóc anh em ạ. Ok chưa? Bắt đầu chat ồn. Chiến chưa? 9 stack anh em ơi. 9 stack nha. Ra bắt thằng Dinh anh em ơi. Bắt đầu vào vị trí rồi anh em ơi. Mày có mà chạy lên rời, mày có mà chạy lên tịch, mày có mà chạy lên quận, dạn đứt trượt nhưng mà W các thứ thì đánh tay thì chưa thấy. Viego cướp rồng đi bạn. Cướp nhanh lên, đánh hạt thông xuống cướp rồng đi. Thôi chung cuối lên đi bạn. Trời ơi, hất tung trượt đến Idol rồi. Dính chiêu cuối đối phương và sau đó thì dạn đứt cầm lặng các kiểu và chạy được hay không đây. Dạn đứt bị dính đoạt mệnh 2-3 thằng, 1.000 tiền shutdown dành cho vị trí của Dyna. Đấm chết cả Jerry, đấm chết cả chuột lùi đây rồi. Chết hết rồi các bạn ơi. Dội cái thằng rừng này quá rồi. À, nó đã như thế rồi mà không cướp được là còn không lên được. Gỡ gì đây?
Nation chiến nhờ, Nation chặt ô các thứ chiến nhờ. Bỏ qua cả lính ăn trụ luôn mà, được đấy bạn. Làm ba con Susan này. Solo đến từ Nation. Oh my god, nó bổ gì đau thế. Tôi chiêu cuối chạy bạn ơi. Chiêu cuối chạy đi, chiêu cuối chạy đi. Nhá, biểu cảm nữa. Không giết được ở quê chưa? 500 quy cũng nhiều đấy. Đây rồi, mày 500 quy đúng không? Tao 10 stack, tao 10 stack. Tao 10 stack. Tao 10 stack, tao 10 stack, tao 10 stack. Phía sau có người. Wow, mày đó, mày này, mày này, mày này. Thôi thôi trốn đây, về trốn đây. Mình tạm tha cho nó một wave vậy. À, thật là đúng giật là khó chịu nhờ. Đạp nấm rồi kìa. Mày thích đạp nấm không? Mày thích đạp nấm không? Tế máu bắn đi đúng rồi bạn. Yếu thế, hồi máu đến từ Zing rồi. Zing bật quy lên bắn và Jerry lướt lên chiều cuối bắn luôn hai bạn. Hai thằng kia chết luôn đệ, chết đi mày làm sao? Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Một hit nữa bạn ơi, một hit nữa bạn ơi. Nhanh bạn ơi, bật chiều cuối quay trở lại lão. Thôi, quay xe. Còn mẹ nữa. Đầu ra Zone nó đặt lệnh vào này, thôi do xong rồi, anh em không ổn rồi, Jerry vẫn đang bắn được. Chiêu cuối ván từ Virgo có một tiếng bấm đồng hồ, câu giờ đến từ ảo tưởng. Hết đồng hồ, bị chọc quy, bị đánh tay, bị thả diều và lên bảng 1.000 tiền nhặt xác Dyna lên bấm W lên đang cuống quẩy. Và đó là một tiếng quẩy thành công đến từ vị trí của Virgo. Vega lên hơi trễ. Zyra nãy giờ cũng đang đi để lẻ anh em ạ. Baron nó sẵn sàng và Teemo nó bắt đầu di chuyển kiểm soát Baron bằng một tiếng móc cua trước đó. Móc thành công con cua rồi, thấy Zyra của dài gầy đây rồi. Virgo chọc quy vào lấy cho mình ban xì của đối phương đang bị dính chiêu cuối. Chiêu cuối chạy được hay không đây? Mất máu nhiều quá. Đần nát, hai thằng đần nát. Nó flash, nó bắn kìa. Ui, con dính flash bắn. Mày bắn không, mày bắn không? Mày bắn không? Nhai cái đầu mày luôn, nhai cái đầu mày luôn. Đạp nấm liên tục. Đạp đấm liên tục đến từ hai vị thanh niên, đó là Nason cộng với Zone. Dướn thêm một nước nữa, đạp thêm quả đấm nữa, đi về luôn. Đi về luôn, không có nói nhiều. Nè, đạp đấm này, mất nỏ này, tốc biến chạy này. Bị dính khóa và không chạy được tiếp đến từ Black ABC. Đối phương thì đang ăn cho mình, nó có Baron thì phải. Nason solo Baron luôn là căng nhờ, 500 quy vào solo Baron, bật chiêu cuối solo Baron luôn là ác nhờ. Cũng kinh đấy, cũng biết chơi đấy. 36-42 rồi nhá. Làm sao? Baron của ai mà ăn đấy nhở? Khó chịu liền, áp lực liền. Virgo vào trừng phạt luôn bạn. Virgo đâu nhở? Virgo đang ở nhà làm choáng rất tốt từ vài gà phía trong thì Zone vẫn đang quạt Baron bị thả rất mất máu đến từ. Để sức khỏe lại Baron 2.000 máu. Làm choáng tốt đến từ vài gà và đó là đôi mạng cho team idol. Tên lửa đã đạo từ xa chỉ trúng vào bói nghèo của thằng Baron kia. Baron anh em ơi, Baron ơi, chơi cái gì nữa đấy? Baron kia, Baron đi đúng rồi đấy. Tốc biến lên đấy thì vị trí idol tớ hận cậu, hất Baron hất tung. Xin có Baron bạn ơi, mày làm sao á? Thằng này mày làm sao? Mày. Bố mình nuôi, bố mình thịt thôi. Dằm bà cái thằng outrick. Nói nhiều anh em ạ. Nuôi để thịt thôi các bạn ơi, không có gì cả. Gáy nữa đi các bạn, gáy nhiều vào. À, cái gì nhở, cái gì đấy sớt nhở, lão hóa cái gì đây nhở. Có trụ bón đất tiền anh em ạ, giờ còn tiền thưởng mục tiêu nữa. Bật chiêu cuối bắn đến từ vị trí của Jerry, đang hit and run các thứ ở đây. E qua tường bắn luôn đấy bạn. E lên đến từ vị trí Black ADC, bật W xịt các thứ. Mason quay vào trái bổ luôn, bật chiêu cuối bổ luôn, ô chiến thế. Dạng đứt cho mày một phát, cho mày đứt dạng mày luôn. Chiêu cuối Vega thì không có đam vậy, 600 AP mà chiêu cuối thì yếu thế. Nó bị làm choáng kìa, nó bị dạng đứt kìa. Nó bị W xịt, W xịt được quy, không xịt được thiêu đốt đi bạn. Đoạt mệnh vào. Đồng hồ gì không? Tốc biến lên đến từ vị trí của Zyra trưởng liên tục và tốc biến chạy đến từ Virgo. Chiêu cuối chạy cái gì đi. Chiêu cuối sang bên phía bên kia bờ tường đang có rút lui. Tớ hận cậu bắt đầu nhận ra vấn đề với 40 mana còn lại. Thì thôi quyết định té, 12 stack, né nhẹ chiêu cuối đối phương, 20 số thu thập bạc ám. Ok chưa? 40-44. Tiền thua 3k, từ này không ăn thua anh em ạ. 2-3k tiền bây giờ. Vứt. Lại có một tiếng đánh nhau diễn ra ở đây. Một tiếng đặt vòng làm choáng cả hai thành viên đối phương, một cái W, một cái R nữa thôi. Boy nhà nghèo ơi, boy nghèo, một quy ok, boy nghèo đã có mạng rồi. Bấm đồng hồ để câu giờ, Dyna đang quyết định chạy nhưng chạy có được hay không để lướt thẳng và làm choáng ăn một R và lên bảng, ok chưa? Nuôi để thịt thôi anh em ạ. Cho vài mạng đầu game tưởng thế là ngon. Lại AFK rồi, đi ra nơi là AFK. Ủa lại hồn nữa.
Ôi, bên kia biết một máy quét quá nhở. Bên kia mua tận 4 cái máy quét ạ. Thằng này sao lại cái cua của idol nhở? Dòng đất hay là Baron đây? Một tình huống dồn sát thương đến từ Black ABC. Tung chiều cuối bắn một lúc mà bốn đứa mất giáp tinh thần đến nơi rồi. Tên lửa đạn đạo từ xa và đó là cú dặn nứt rất tốt đến từ Idol Thợ Hận Cậu. 1-1, Jerry đang có E thả rìa và đó là đôi mạng dành cho team Idol. Hồi máu lại và ABC không chết các bạn ơi. Idol đã nhai đầu luôn thằng Zone rồi. Chó bị nhốt lại trong cái lồng và sau đó thì bị dặn nứt, bị hất tung các kiểu, bật tốc hàng lão hóa. Idol Thợ Hận Cậu 5.000 máu vào đây mà chơi, vào đây mà chơi. Bắn hoài, bắn mãi không thấy mất máu. Virgo đã đến rồi. Nấm đặt ra là khá nhiều, quyết định đưa ra đến từ bộ đội bên phía team 2 là rút lui mà thôi. Làm choáng tốt, bồi thêm hất tung, thêm cầm lạng, mất nửa cây máu ngay lập tức đến từ vị trí của Nasus. Bắt đầu cảm thấy rén, bắt đầu cảm thấy rén anh em ạ. Còn Vega nó vẫn còn cái R nha. Ngon ngay, dịch chuyển trở lại ăn rồng đến từ vị trí của Temur. Quá là hợp lý luôn. Ui, phun đồ rồi anh em ơi. Jerry tính ra nãy giờ nó phun đồ rồi đấy hả? Hai đồ đang 3.000 mấy này. 3.000 mấy nó chưa biết mua cái gì anh em ạ. Giàu đôi khi cũng khổ đấy. Bán nước mắt phun số. Đầu game cứ mua nước mắt rồi phun số rồi lại bán thôi anh em ạ. Giáp máu Warmog ok chưa? Giáp máu Warmog 13 stack. Xương xương 6k máu. Xương xương. Bên kia bắn có mà mỏi tay anh em ạ. Con dinh gần chưa có vô cực. Cho mày bắn miệt mài mày luôn. Zyra di chuyển những chỗ không người và tốc đến. Nhai xương các con. Nhai xương các con anh em ạ. Bắn liên tục đến từ Jerry và Zone tung E để rút lui. Thôi xong rồi. Mày giật về đây. Nhai cái đầu mày luôn. Nhai cái đầu mày luôn. Easy anh em ạ. Sao Nasus, Nasus farm chán chưa? Farm chán chưa? 700 quy rồi sao nữa? W làm chậm rất khó chịu. Dặn đất trượt mất rồi. Nasus bảo là từ từ farm rồi tí gánh mà nhờ. Chả thấy gánh gì ta. Nghe đồn bạn gần 700-800 quy ha. 700-800 quy giờ nhìn có khác thì con chó không chứ hả? Giờ nhìn trông có phát thì con chó không chứ hả? Một cú dẫn đứt trúng kìa. Ui, đài đài mất máu nhiều bấm đồng hồ á. Thôi mày xong rồi. Jerry KS ạ. Trời ơi, đánh AD KS hết của idol này. Cuối game để cho Nasus con chó gắt nó thế. Để cho gắt nó stack đi. Thổi mù nó bạn, thổi mù nó bạn. Hất tung thành công đến idol cắn cho một cắn chết luôn. Ok chưa, stack thứ 14 dành cho idol tớ hận cậu. Ok chưa. Xương xương, 6k2 máu anh em ạ. Thằng nào ra đây mà bắn này? Thằng nào ra đây mà bắn idol này? Bắn đi, bắn hoài đi, bắn nữa đi bạn ơi. Nghe đồn bạn full chí mạng hả? 100% chí mạng hả? Bắn đi. Bắn đi, bắn mày đi, bắn đi. Giật bắn các kiểu đấy ạ. Ôi, cũng gọi là có tí nỗ lực, có tí cố gắng. À bạn xin lỗi nha, có gì. Nuôi mày đấy, tí bố mày thịt. Tí bố mày thịt cho. Tốc biến chạy rất nhanh đến từ Virgo và đó là chúng làm choàng đến từ Vega. Nhưng WR đâu? R đâu? R. Ui, thằng Vega đánh nhùng thế. 750 AP và đánh rất nhùng ạ. Có vẻ như game nó sẽ chưa kết thúc ở đây các bạn ạ. Team idol vẫn còn đang muốn nhây lắm. Chuyện. Quả bom bây giờ nó nổ cũng là tương đối thốn. Eparon, Eparon thôi anh em ơi. Eparon với một lượng sát thương rất lớn đến từ Vega, Jerry và Virgo. Temo không đang già nữa, Dyna đang chuẩn bị sẵn sàng tù cướp Baron, cướp được hay không? Đánh ngang thông xuống giao tranh luôn ạ. Băng thẳng vào với tiếng gom người đến từ Dyna nhưng chết tại chỗ sau khi tiếng uống R rất là mù mắt. Và sau đó là tiếng làm choáng rất tốt đến từ vị trí của Vega. Nasus vòng ra phía sau, bổ quy được cái nào hay không? Đấy, bổ được một quy, ăn được một mạng. Một cú triple kill dành cho Virgo, quát ra kill cho Virgo. Penta kill hay không đây, thú tượng thì ra đâu. Trời ơi, 750 AP các bạn, 46.200 máu này, 46.200 máu. 6.200 máu, 6.200 máu cũng phải là hơi ít nha anh em ạ. Mày làm sao, mày, oh my god. Má bổ thốn thế. Thôi, em xin lỗi. Giật. Khỏe tức nhờ, thôi xong. Niệm. Niệm cái gì nhờ? Ô,
nhường cho cái linh hồn rồng này. Niệm niệm cái gì ở đây? Niệm cái gì ở đây bạn ơi? Niệm cái gì ở đây bạn ơi? Nhai xương các con các bạn ạ. Niệm. Niệm hộ. Nghĩ mình trâu à? Nghĩ mình khỏe à? Nhanh. Nhanh. Linh hồn rồng mới to nhờ. Linh hồn rồng mới khỏe nhờ. Đây sớt làm gì đấy? Bổ cho gát. Ô đây sớt đi bộ và bổ cho gát là vãi nổi ạ. Vì cái Vega nó trưởng tí nữa thì bù máu. Tên lửa đạn đạo từ xa chỉ lấy ra sinh thần mà thôi. Người chết lại là Daina nhả lưu đạn đoá hỏa ra bất giác sinh thần rồi. Nên sắp chuẩn bị đạp đấm rồi. Bỏ mẹ mình chưa kích thú tượng thành giáp lên W. Bổ quy. Và sau đó thì lên bài hết cả đám. Lên bài hết cả đám hay như thế nào đây? Dinh đang bắn được. Dinh bị bổ một quy. Mà hai người còn Viego nó bổ một quy các bạn nhìn kìa. Zyra là người giữ lại hy vọng cuối cùng trong trận đấu này. Liệu rằng có giữ được hai cái trụ bảo vệ nhà chính cộng với cái nhà chính này không đây? Người đếm số đang rất gần đó là Luis tung chiêu cuối đến từ vị trí của Zyra, chói đến từ Zyra. Hết lính rồi, trụ có vẻ là khá trâu. Nation ơi là Nation. Nation ơi là Nation. Mày cứ bổ tao đi rồi team mày có win được không? Mày nhắm team mày win được không? Tốc biến chạy đến từ Zyra khi mà thấy Idol đưa ra một cú dặn đứt ở đây. Một pha quay người trở lại với một cú cắn. Mà cắn đau thế nhở. 1.300 sát thương chuẩn anh em ạ. 1.300 sát thương chuẩn anh em ạ. Một tiếng lấy trụ sau đó phá nhà được không ạ? Phá nhà không được, Zyra trưởng chết từ vị trí của... Phá nhà đi. Zyra trưởng chết ở vị trí của Viego rồi. Phá nhà thôi anh em, phá nhà thôi. Cắn đi. Cắn. Một hit nữa, một hit nữa. Vega. Ok bạn ơi. Daina ra vét mạng vào một tình huống sau đó thì là Vega chạy. Sau đó thì Zeri ăn trụ tốt. Và sau đó thì vẫn sống đến từ thôi nào. Tốc biến lên E rồi bạn. Tốc biến lên E và R luôn. Quang Quy R luôn. Quánh cú súc thực sự phun đồ khác. Làm rất ảo. Bên phía bên kia thì hạt thông đồ giúp Zeri tạm thời rút lui được. Mất cái linh hồn rồng nhưng mà ăn lại được hai cái trụ vệ nhà mình lính. Và sau đó thì E sang bước này tường là té thôi. Bye bye. Hồi máu luôn cho nó chắc ạ. Bây giờ thì sẽ là như thế nào đây? Nation bao nhiêu quy rồi? 800 quy Nation ạ. 800 quy Nation nhìn cũng ghê đấy. Nhìn cũng có vẻ là thế giới đấy. Phá được cái nhà lính không bạn? Bị thổi mù. Bị nó chém liên tục con Viego nó chém cho nát người ạ. Thú tượng thạch giáp. Thú tượng thạch giáp của chúng tôi. Ôi trời ạ. Lùm mặt. Khỏe thế nhở. Đây mà có mạng nhưng sau đó thì phải trả mạng dặn đứt chúng như Idol đã tạo thành rút ra một chút. Jerry full đồ bắn đi. Bắn đi sợ cái gì người ta tánh cho. 6.500 máu anh em ạ. W làm chậm đến từ Black ABC. Bắn quy liên tục. Hit and run theo đến từ ABC. Và đó là một tiếng E theo. Bắn chung cuối bắn quy liên tục. Zone còn quy 3 nhưng mà bị dính dặn đứt và chết luôn. Chết luôn bạn ơi. Tập này đam Idol hơi bị to đấy. Quy 900 đam. Đứt 700 đam và E mỗi đòn hơn 200. Chung cuối xung xương 1.400 đam chuẩn. Rồi sao đây? Đánh nhau chuẩn bị được diễn ra. Daina băng thẳng và né làm choáng tung trăng mờ chúng. Chiêu cuối được dùng đến từ Vega nhưng bị đồng hồ outplay mất rồi. Tôi không biết là tình huống đấy là xử lý hay là hên đến từ ảo tưởng nữa. Đang bị thả diều, tên lửa đã tạo từ xa trượt. Đang quăng bắn quy trả lại là rất tốt đến từ vị trí của Zeri. Có suy vong được kích hoạt. Một tiếng dạn nứt chúng chết luôn vị trí của đi rừng đối phương và sau đó tốc biến chạy từ rừng. Tốc hành vẫn được kích hoạt. Dạn nứt chúng hất tung đánh tay làm chậm mày 17 stack anh em ơi. 17 stack anh em ơi. Phá nhà luôn anh em mà, phá cái nhà luôn. Đó là mạng của Taymor, nhầm Zyra nhưng mà Taymor bị cây nhà chết rồi. Ô con Nation hơi khỏe ạ. Con Nation này nó 800 quy anh em ơi. Nó 850 quy anh em ơi. Nó bổ phát là khúc máu này. Zone đang ra tấn công tất cả mọi thứ rồi và tớ hận cậu. Giết được tớ hận cậu rồi nhưng sau đó thì sao? Vega đến đặt vòng ra, đoạt mệnh thẳng vào và đó là một tiếng không có mạng nào cả. Một mình Idol chết thú này mà thôi. Mấy rác rưởi. Team Idol thì có Vega giữ mạng tốt nhờ, chết có 5 xác. Vũ Phù Thủy có 1.200 AP, các bạn ấy sung sướng 1.200 AP rồi. Idol thì... Ô bên này Nation thì bao nhiêu Queen rồi? 900 rồi, sao tầm này 900 rồi anh em ạ. Gõ Queen là thốn đến từ vị trí của Nation nhưng mà gõ nhầm vào Zeri là bị xe đam sang hai thành viên đối phương khác nhau. Và sau đó thì lên bảng, mất giá tinh thần, tên lửa đã đạo từ xa, trúng vào từ thôi nào. Đặt vòng ra, Nation đang lãng lách đánh vòng ăn chiêu cuối và chết luôn rồi. Châu cỡ mấy 1.000 quy cũng chết hay là bao nhiêu quy cũng chết thôi. Tmo ra phản liên tục lướt đai từ lửa chạy đến từ Daina. E theo bắn quy liên tục bị phản công và lên bảng rất nhanh. Một đổi một tiếp tục được diễn ra, bấm đồng hồ sau khi đặt nấm. Một quả nấm nổ ra là vẫn còn khá nhiều máu, bị thiêu đốt, bị dồn sát thương. W trúng một tiêu, W xin thì đúng hơn. Idol đã xuất hiện ở đây rồi, cú dạn nứt. Và đó là cú cắn hay như thế nào đấy, cắn mình cái nhai cái đầu mày luôn, nhai cái đầu mày luôn, bị làm choáng. Lại dạn nứt, CC là cả tỷ ở đây, ok chưa? Đếm số 60 giây, Omid win nhẹ. Omid win cái nhẹ các bạn ơi, Omid
win cá nhẹ. Xin game. Vega chat ồn nữa. Một con cho gắt 7200 máu. Để ta farm queen là tụi mày xong, để ta farm queen. Quá quý game Vega này còn chat ồn đấy. Chat ồn này còn copy cái câu của The Nasus đấy nhé. Zamba con Nasus late game mà đánh với cho gắt về Vega, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Sao tao to thế? Sao tao to thế? Ok chưa? Game đấu kéo dài 49 phút và có tổng cộng hơn 130 kill ở đây. Văn Tùng ngồi cát thì thấy hơi mệt. Căn bản là mới cát dài xong hơi đuối một chút. Rất là hy vọng là anh em thông cảm cho thời gian đang dài nhiều này. Văn Tùng không có thời gian thu xếp được cát mấy trận đánh đồng như thế này. Trận như này xem rất là vui và nó cũng giải trí cho anh em cuối ngày nữa. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Hy vọng là các bạn vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho channel Văn Tùng. Đừng quên để lại những lượt like và subscribe để ủng hộ cho cái video lần này của Idol Tớ Hận Cậu. Hẹn gặp lại các bạn trong các giáo án khác của Idol nha. Bye bye.